kem ốc sên hoàng gia. Cái này là của bên Anh Quốc đó thưa vị. Cái này nó rất là đặc biệt, để tôi mã để cho chị Mỹ Lan giải thích cho khách hàng sản phẩm này, để mà cũng như cho tất cả cho phái nam cũng như phái nữ sẽ xin lưu ý dùng nha. Đó, xin lưu ý dùng để mình biết được cái sản phẩm dành cho đàn ông mà cũng như dành cho phụ nữ, đặc biệt cái tinh chất ốc sên này như thế nào. Vâng, thưa quý vị, nhiều người không hiểu rằng là cái con ốc sên thì nó là gì và tại sao nó được bào chế thành những cái loại cream. Cái này là đây là cái bộ sản phẩm mà dưỡng da dành cho mấy anh nha. Nhưng mà ở đây cũng mấy lần trước thì Mỹ Lan cũng như là anh Lê cũng đã giới thiệu cho quý vị rất là nhiều những sản phẩm dùng cho nữ cũng có luôn. Snail tức là những cái tinh chất của những con ốc sên nha quý vị. Mà thực sự không phải là chúng ta lấy con ốc sên ra để mà bào chế, thưa quý vị. Đó được, đó là chất nhờn. Quý vị thấy là thường thường mấy cái con ốc sên, quý vị thấy nó mấy lần nó bò đi á, nó có cái chất nhờn. Và chính trong chất nhờn này có trong cái dịch nhầy của ốc sên đã được nghiên cứu, nó có rất là nhiều những dưỡng chất có lợi cho da, với các hoạt chất như là acid hyaluronic hay là glycoprotein. Đây là những cái chất ở trong cái chất nhầy của con ốc sên nha quý vị. Và do khoa học công nghệ phát triển ngày nay, nhờ đó mà các nhà khoa học đặc biệt về lĩnh vực dược mỹ phẩm đã đang tận dụng tối ưu các dòng sản phẩm chăm sóc da được lấy từ chính nguyên liệu tự nhiên này. Và các loại mỹ phẩm được chiết xuất từ dịch nhầy của con ốc sên được sử dụng thành kem dưỡng da, serum dưỡng da hoặc là làm thành những cái loại mặt nạ để mà chúng ta dưỡng ẩm, với rất nhiều công dụng cũng như cung cấp đến cho da rất là nhiều lợi ích tốt đẹp cho làn da của mọi người. Nhưng mà kính thưa quý vị, để mua được một cái hũ kem ốc sên chuẩn mà có đầy đủ những cái dưỡng chất như là Mỹ Lan vừa nêu trên thì đã có được một cái chỉ số rất là an toàn. Thì ốc sên đã được nuôi dưỡng, được nghiên cứu và được chiết xuất rất là an toàn. Chứ không phải là những con ốc sên mà mình lấy ở ngoài vườn thôi nha chị, nha quý vị. Thì những con ốc sên đã được nuôi ở trong một cái trang trại để người ta, đó quý vị nhìn thấy là người ta nuôi những con ốc này và sau đó người ta đã lấy những chất nhờn của nó chiết xuất ra rất là an toàn. Thành ra chúng ta cần phải tìm hiểu những cái nơi cung cấp những cái được thương hiệu rất là uy tín. Và một trong những thương hiệu sản xuất kem ốc sên chuẩn khoa học này đã được Viện Hàn Lâm của Hàn Quốc tài trợ và có các công trình nghiên cứu cấp quốc gia. Và dịch dày ốc sên này rất là an toàn cho da. Nếu mà mình chưa có chiết xuất hay là chưa có được mà mình có được thanh lọc thì nó không có an toàn đâu nha quý vị. Chứ không phải là mình lấy cái con ốc sên ra mình đưa nó, mình không có được an toàn. Và quý vị nhìn thấy là được đưa vào trong nhà máy sản xuất, họ chiết xuất ra, họ gạn lọc, họ chỉ lấy được cái tinh chất từ trong con ốc sên mà thôi. Thành ra các khoa học chứng minh rằng dịch nhầy của ốc sên được nuôi và nghiên cứu để mà chiết xuất dịch nhầy rất là tốt cho làn da của chúng ta. Chứ quý vị đừng có lấy tầm, chứ không là những cái loại mà ốc sên tầm bậy tầm bạ ngoài. Đã được những nhà nghiên cứu của Hàn Quốc lấy ra, thì đây là một những sản phẩm được an toàn để chúng ta sử dụng nha quý vị, cả nam lẫn nữ nha quý vị. Tôi mà muốn gửi đến cho quý vị đây nha. Thực ra đó, cái này là nó hỗ trợ cho đôi bên chứ không phải là chỉ có đàn ông không nha quý vị nha. Yeah. Mà ông gửi đến cho quý vị hôm nay đặc biệt đó, là bộ mỹ phẩm hoàng gia nha. Đây là bộ mỹ phẩm hoàng gia rất là đặc biệt. Đây là bộ mỹ phẩm hoàng gia ốc sên. Quý vị là tôi mã cái bộ này, cái giá này là nó đang có là ở ngoài là 125 đồng. Tôi mã có đặc biệt để đến quý vị là 75 đồng nha, 75 đồng đó, đặc biệt 75 đồng. Quý vị nào mà muốn có sở hữu được một cái đặc biệt của tối ngày hôm nay, tôi mã xin gửi đến cho quý vị nha, là mỗi một hộp chỉ còn có 75 đồng. Khi quý vị nào mua hai hộp nha, quý mua hai hộp á nha, khi nào mà quý vị mua hai hộp á, tôi mã sẽ tặng cho quý vị một hộp xà bông, hộp dầu thơm tinh chất là của Pháp nha quý vị nha. Đó, đây là hộp dầu thơm Casman trị giá một hộp này 75 đồng luôn. Hôm nay tôi mã đặc biệt gửi đến cho quý vị nha, là
chai dầu thơm cho con. Hai hộp, quý vị mua hai hộp sẽ được tặng cho một hộp dầu thơm nha. Tôi mãi sẽ có hai lựa chọn, một cái là của đàn ông và một cái là của phụ nữ nha. Một cái là của đàn ông, một cái phụ nữ. Quý vị lựa chọn nha, muốn lấy nam cũng được, muốn lấy nữ cũng được nha. Đó, quý vị gọi vào để mà lấy được cái phần quà này nha quý vị nha. Đó, lấy được cái phần quà dầu thơm này. Đó, đây là bộ kem dưỡng da ốc sên Hoàng Gia. Tôi mãi gửi đến cho quý vị một cái giá rất là đặc biệt, là chỉ có đặc biệt là đến nỗi quý vị thấy á, là mua một tặng một, là cái như là tính ra như vậy là chúng ta chỉ còn có là ba, như là tính ra chỉ còn có 37 đồng 37 đồng 50 cent cho mỗi một hộp này mà thôi thưa quý vị nha. Mà đặc biệt á, là quý vị được tặng thêm một chai dầu thơm trị giá cũng gần 75 đồng nữa. Đó, xin quý vị gọi vào. Đây là bộ kem dưỡng da ốc sên Hoàng Gia thưa quý vị. Xin gọi vào số điện thoại trên màn hình là 714-290-5902 và 408-499-7523 và được tặng cho một, mua hai phần một, trở lên mới được tặng nha. Mua hai phần trở lên, mua hai hộp trở lên mới được tặng phải không em? Em nói mua hai hộp trở lên mới được tặng chai dầu thơm phải không? Đó. Mua một hộp được tặng hay là mua hai mới được tặng? Mua alo, dạ chờ chút xíu nha. Dạ chờ chút xíu mới lại hỏi kỹ. Có nghĩa là bộ mỹ phẩm này là trị giá 75 đồng. Nhưng mà bây giờ mình mua hai mới được tặng chai dầu thơm hay là mua một phần, mua một hộp được tặng? Chết tôi mã rồi. Đi lộ mà. Không sao. Bây giờ sao? Cái này chờ em chút xíu. Mua hai tặng. Được rồi, tôi mãi dành cho ba vị khách thôi nha. Lỡ rồi. Là quý vị nào mà lỡ rồi. Ok. Tôi mãi vậy nè. Là mua một tặng một đó. Tôi mãi sẽ, quý vị nào mà nghe được trên lời của tôi mãi vậy thì mua gọi vào ngay đi để khỏi cần cái sửa cái bảng giá. Nhà mua hai cái này đặc biệt cái mistake là cái sai lầm tôi mã nói mà không để ý. Tôi mã xin gửi đến quý vị giữ theo cái giá mà tôi mã làm lộn, là mua một hộp tặng một hộp nha quý vị nha. Mua 75 đồng mua một tặng một, tặng một. Wow. Tôi còn tặng cho quý vị thêm một cái chai dầu thơm nữa, là dành cho ba vị khách đầu tiên. Khi quý vị gọi vào mua một hộp tặng cho một hộp, rồi còn tặng thêm cho cái vậy tính ra một hộp này chỉ còn có 30 mấy đồng thôi. Đúng rồi. Còn được tặng chai dầu thơm. Wow, một cái chương trình rất là đặc biệt, promotion ngày hôm nay. Coi như clear răng luôn nha quý vị. Mua quá một rẻ. Tặng một. Dạ cô ơi, vậy là 75 đồng mua một được hai hộp đó cô. Coi như 75 đồng hai hộp con ơi, con ơi. Dạ, con sửa lại là 75 đồng là là một tặng dạ, một, con giữ lại là tiền nó mua hai. Bỏ chữ mua hai đi cô. Chai dầu thơm. Mua một tặng một tặng thêm chai dầu thơm. Wow. Dạ. Con sửa lại là mua một tặng dạ, một. Yeah, mua một tặng rồi, một ơn. Tặng chai rồi, dầu thơm luôn nha quý vị nha. Rồi, rồi 75 đồng mà thôi nha quý vị, gọi vào ngay. Rồi, cái này là quá rẻ, không có thể sai được đâu. Này là quá rẻ, rẻ lắm đó quý vị. Cái này á, là đàn ông sức cũng được mà phụ nữ sức cũng được quý vị, rất là gọi vào ngay quý vị ơi. 714-290-5902 cho quý vị. Hoàng Gia Ốc Sên. Alo. Dạ rồi em nghe. Rồi lấy một bộ nha, thành hai bộ luôn, 75 đồng. Cảm ơn chị. Dạ chị Danh. Dạ rồi lấy hai hộp này tặng cho ông xã, tặng cho thằng con luôn hả? Ừ, đúng rồi. Vậy là có quà cho Hello. Hai cha con rồi. Dạ. Rồi vậy là vui rồi. Rồi cảm ơn chị dạ, nha. Bà đã lấy em 75 đồng cho hai hộp dạ, luôn, còn được tặng chai dầu thơm nữa. Wow. Dạ rồi. Dạ rồi cảm ơn chị. Vâng, thưa quý vị, một chương trình dạ, rất là đặc dạ, biệt, mình có thể mình gửi tặng quà cho nhau, đặc dạ, biệt là dạ, cho quý ông, okay. Con được trai, hoặc rồi, là lấy, mình gửi lấy tặng hai cho hộp chồng á. Của mình nha quý vị, rồi, mua một, về tặng một. Ngay, được tặng mua một, được, tặng một, được một, hai hộp luôn, hộp wow, còn được tặng thêm chai dầu thơm, dạ, mà dạ. Chai dầu thơm này quý vị có thể lựa là mình lấy cho men hay là mình lấy cho woman cũng được luôn nha, ở đây chúng tôi có đủ loại dầu thơm cho nam và cho nữ luôn nha quý vị nha, gọi vào ngay 714-290-5902 và 408-499-7523 nha quý vị. Alo. Alo. Rồi lấy một phần. Dạ lấy một phần nha. Dạ rồi đúng rồi. Rồi 75 đồng 2 hộp. Tặng một. Đúng rồi. Yeah.
tặng dạ, thêm một hộp xà bông nữa, một hộp nha. Dầu thơm nữa. Dạ, mà ra lấy giúp em ha. Dạ rồi, cảm rồi, ơn chị đó. Dạ rồi, đúng rồi, về tặng chồng xã muốn luôn. Lấy đàn ông cũng được, muốn lấy dạ, phụ nữ cũng được. Dạ rồi, cảm ơn chị nhiều. Dạ, dạ mai 10 giờ mở cửa nha, 10 okay, giờ mở rồi, cửa dạ ra lấy giúp em. Quá rẻ quý vị, đừng nên bỏ qua cái này, chú Mã nói thiệt. Quý vị không có đi đâu kiếm được cái bộ mỹ phẩm gì đâu. Phần mỹ phẩm của đàn không có thể nha. Nào mà dạ rồi. Mà mua 75 đồng mua bột tặng bột rồi còn tặng thêm cái dầu dạ thơm. Rồi, cái này là quà, quà một, Tết một, nha. Một, cái này chú Mã quà Tết một, đến cho đồng. Quý vị nha, dạ quà rồi. Tết chai dầu thơm. Rồi, để cho thơm nha quý vị nha, quá rẻ, quá là rẻ. Các ông mua đi. Nhất là quý ông mua bộ này rất là thơm. Chú Mã bảo đảm là các anh các ông sẽ rất là hài lòng với bộ sản phẩm này. Dạ, vâng. Dạ, bộ dạ mỹ phẩm là Hoàng Gia Ốc Sên này. Wow. Dạ, dạ rồi, cảm rất là đặc biệt. Dạ, xin quý vị hãy đón về. Dạ. Dạ. Rồi, bây giờ chị chúng ta sẽ nha. Đi qua sản phẩm dạ, khác dạ, nha. Dạ. Rồi, quý vị ơi, gọi vào ngay 714-2905-902 và 408-499-7523. Một món quà.